thưa quý vị, trong lúc nạn dịch coronavirus đang hoàn hành khắp thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ có một danh y hàng đầu thế giới. Bác sĩ Anthony Fauci, người cầm đầu chống lại thần chết virus Vũ Hán tại Mỹ, bấy lâu nay thấy ông già hiền lành, điềm đạm xuất hiện nhiều lần bên cạnh Tổng thống Hoa Kỳ. Chúng ta cần biết ông là ai mà đang lãnh sứ mạng khó khăn chống đại dịch virus Vũ Hán hiện nay. Sau đây thì Nam Anh xin gửi đến quý vị tài liệu. Bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Bệnh Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia của Hoa Kỳ là ai? Bác sĩ Fauci là một người nổi tiếng trong giới khoa học và nghiên cứu y khoa từ nhiều thập niên này, nhưng chỉ mới gần đây bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Bệnh Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia của Hoa Kỳ mới thường xuyên xuất hiện trước quần chúng tại cuộc họp báo hàng ngày của Tòa Bạch Ốc về dịch virus Vũ Hán và trong các cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh và truyền hình Mỹ và quốc tế. Lãnh đạo Viện Bệnh Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Hoa Kỳ từ năm 1984, ông và các cộng sự nghiên cứu và tìm cách ứng phó với các dịch bệnh mới kể cả Zika và Ebola, SARS, MERS, anthrax, HIV, AIDS, bệnh lao, bệnh sốt rét, bệnh cúm, vân vân. Từ đầu thập niên 1980, ông là một trong số ít nhà khoa học đầu tiên nhận ra là thế giới đang ở bên bờ vực của một dịch bệnh mới, HIV-AIDS, và từ đó là người dẫn đầu nghiên cứu về bệnh này. Thoạt tiền bị các bệnh nhân S chỉ trích dữ dội. Bác sĩ Fossey bây giờ được họ coi là một người hùng đã đóng góp lớn lao để kèm chế bệnh S, cho phép nhiều người sống với bệnh S và tiếp tục cống hiến cho xã hội. Ông là bác sĩ hàng đầu của Hoa Kỳ trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm, người đi tiên phong trong các công trình nghiên cứu cơ bản và lâm sàng về sinh bệnh học, và các bệnh truyền nhiễm. Trong cương vị đó, bác sĩ Anthony Fauci là cố vấn của sáu tổng thống Mỹ, Cộng hòa cũng như Dân chủ, từ tổng thống Reagan cho tới tổng thống Trump. Gia đình và sự nghiệp theo một bài báo đăng trên báo The Hill ngày 13 tháng 3 năm 2020, bác sĩ Anthony S. Fossey chào đời một ngày trước Giáng sinh năm 1940 tại Brooklyn, New York, trong một gia đình có ông bà di dân sang Hoa Kỳ từ nước Ý. Cha ông là Stephen Fossey là một dược sĩ. Anthony Fossey tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Cornell vào năm 1966 và là sinh viên đứng đầu lớp. Vợ ông là tiến sĩ Christine Grady tốt nghiệp hai bằng cử nhân về sinh học và điều dưỡng tại Đại học Georgetown. Hai người gặp nhau lần đầu bên giường có một bệnh nhân. Bà Grady lúc đó đang giảng dạy trong ngành điều dưỡng được hai năm và là quản trị viên có một chương trình của dự án hốt hoạt động từ thiện bằng cách mang dịch vụ y tế tới để mà phục vụ cho các cộng đồng nghèo nhất trên thế giới. Lúc đó, bà được nhờ làm phiên dịch cho bác sĩ Fossey và một bệnh nhân bộ đạo nhà. Ngay sau đó, Anthony Fossey liên lạc và dàn xếp cuộc hẹn hò đầu tiên. Ông bà Fossey thành hôn năm 1985, năm ông 44 tuổi. Hai vợ chồng có ba cô con gái là Alison, Megan và Jennifer. Công việc nhà bề bộ nhưng trong giờ rảnh rỗi, bác sĩ Fossey vẫn tham gia các cuộc chạy đua marathon với kết quả đáng nể. Về thành tích thì thưa quý vị, trong suốt sự nghiệp của mình, Bác sĩ Fauci đã được vinh danh nhiều lần về những đóng góp to lớn của ông để bảo vệ con người chống lại các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm. Ông là một bác sĩ tận tâm, luôn tìm cách hoàn thành chức năng của một thầy thuốc. Theo một bài báo của Washington Post đăng ngày 20 tháng 3 năm 2020, tờ báo dẫn lời bác sĩ Fauci nói: "Tôi đã đi đến kết luận rằng tôi mang một món nợ đối với họ." những bệnh nhân đau yếu và phải làm tất cả những gì trong khả năng để giúp họ. Theo dân biểu Stanley Hoyer, đảng Dân Chủ của tiểu bang Maryland, hiện là chủ tịch khối đa số Hạ viện Hoa Kỳ, người từng làm việc lâu năm với bác sĩ Fauci, nói ông Fauci kết hợp một tri thức lớn với cách ứng xử chừng mực, bình dị, không khoe trường. Ông là một quan chức y tế được lòng của hầu hết mọi người, một kỳ tích trên chính trường, dù cho ông là người thẳng thắn, bộc trực, không dùng những lời hoa mỹ hay ý tưởng cao xa, bác sĩ Fossey có biệt tài thuyết phục người khác bằng những lời lẽ điềm đạm, chính xác về các mối nguy có thể đe dọa con người và cách nào để đáp ứng. Dưới thời của tổng thống Bush con, bác sĩ Fossey là một trong những kiến trúc sư chính thành lập PEPFAR, kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống AIDS, một chương trình nhân đạo quy mô đã cứu được hàng triệu mạng sống tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Bác sĩ Fossey đã được trao tặng nhiều giải thưởng, quá nhiều để có thể liệt kê, nhưng trong đó có huân chương tự do năm 2008 của Tổng thống George W. Bush, giải thưởng dân sự cao ký nhất của Hoa Kỳ bác sĩ fauci đam mê với công việc đến mức nhiều lần từ chối các chức vụ cao cấp hơn như đứng đầu viện y tế quốc gia để có thể tiếp tục nghiên cứu và đề ra phương án chống các bệnh truyền nhiễm mới cố vấn của sáu đời tổng thống làm cố vấn cho sáu vị tổng thống hoa kỳ từ thời tổng thống Reagan cho tới tổng thống trump bác sĩ fauci vẫn theo nguyên tắc luôn luôn nói lên sự thật với những người quyền thế những người hợp tác lâu năm với bác sĩ Fossey nói sự thành công của ông là nhờ biệt tài thông đạt khéo léo của ông, cộng với uy tín của ông trong tư cách một nhà khoa học. Nhà khoa học đã chiếm được sự tin tưởng của các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng, cũng như của nhiều quan chức tòa bạch ốc. Xuất hiện trong cuộc điều trần trước Ủy ban Giám sát và Cải cách của Hạ viện tuần trước, ông điềm đạm trả lời chất vất trong nhiều giờ liên tiếp trừ lúc có người hàm ý đặt nghi vấn về uy tín của ông trong tư cách một nhà khoa học. Tôi đã từng phục vụ sáu vị tổng thống và tôi chưa hề làm gì khác hơn là trình bày các chứng cứ khoa học chính xác và đưa ra các đề nghị chính sách dựa trên khoa học và chứng cứ. Dịch virus Vũ Hán, Phương Trầm luôn luôn nói sự thật của bác sĩ Fauci liệu có bị thách thức dưới quyền tổng thống Trump trong vài ngày vừa qua đã xuất hiện một vài mâu thuẫn giữa tổng thống trump và bác sĩ fauci giữa lúc mà ông trump lo ngại hậu quả của các biện pháp chống dịch virus vũ hán đã làm đình trệ mọi sinh hoạt kinh tế tổng thống trump đề nghị cởi trói kinh tế ông khuyên mọi người nên trở lại làm việc trước lễ phục sinh trong khoảng hai tuần nữa trong tình hình đang có thêm nhiều ổ dịch mới bùng phát tại hoa kỳ cũng như ở New York và chưa có dấu hiệu gì là dịch bệnh đã được kiềm chế. Bác sĩ Fauci vẫn chủ trương tiếp tục chính sách cách ly để chặn sự lây lan. Từ đầu tháng Giêng năm nay, khi Tổng thống Trump vẫn cố làm giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa này, bác sĩ Fauci đưa ra lệnh cho các nhà nghiên cứu sẵn tay lên làm việc để tìm ra một vaccine và tìm cách chuẩn bị nước Mỹ để ứng phó với dịch. Bác sĩ Fauci từ lâu đã trăn trở về một vụ bộc phát bệnh dịch mới. Gần đây ông nói với báo Washington Post, điều đau lòng là bây giờ dịch đã xảy ra. Năm nay, 79 tuổi, nhà khoa học mỗi đêm chỉ ngủ có vài tiếng và vẫn năng nổ làm việc. Từng là người hùng trong cuộc chiến chống dịch HIV-AIDS, giờ đây trong mắt nhiều người, bác sĩ Fauci được coi là người hùng, mà nước Mỹ đang cần tới trong cuộc đấu tranh cam go chống lại dịch và virus vụ Hán đang tiếp tục làm thế giới lao đao. Kính thưa quý vị, tài liệu vừa rồi được đăng trên trang nhà của VOA. nam Anh xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.